Sáng nay ngày 11 tháng 9, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắc cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với nữ hộ sinh công tác tại trung tâm y tế huyện Cư rút tỉnh Đắk Nông. Nữ hộ sinh này cùng chồng lén lút đi tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho hàng chục người dân rồi thu tiền. Nữ hộ sinh này vừa bị phạt 30 triệu đồng. Nữ hộ sinh bị xử phạt do có hai vi phạm sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế tại cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và không thực hiện đúng quy trình tiêm chủng an toàn theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào chiều ngày 3 tháng 9, ngành y tế tỉnh Đắk Lắc công bố ca bệnh bạch hầu tại thôn 7, xã Cư Ê Bu, thành phố Buôn Ma Thuột. Đến chiều ngày 4 tháng 9, nhận được tin báo có hai người tổ chức tiêm vaccine bạch hầu cho người dân ở xã Cư Ê Bu có nhiều nghi vấn, nên ủy ban nhân dân xã Cư Ê Bu thành lập đoàn lên ngành kiểm tra. Theo nữ hộ sinh, do quen biết từ trước với người dân ngụ thôn 8, xã Cư Ê Bu nên đã nhận lời đến tiêm vaccine bạch hầu tại nhà cho gia đình họ. Nữ hộ sinh đã đề nghị người được tiêm, mời thêm nhiều người có nhu cầu để tổ chức tiêm. Nữ hộ sinh này sau đó đã tiêm cho 36 người dân sinh sống tại thôn 8 và thu 90.000 đồng một người. Tại thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, nữ hộ sinh trên đã không xuất trình được giấy phép, chứng chỉ hành nghề cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc vaccine đã tiêm cho người dân.